Rồi, hàng mới 5V 2A. Cái đầu này là đầu 3.5 nè. Cái đầu này thường xài cho mấy cái mấy camera wifi, wireless gì đó, camera wifi á. Rồi xài cái đầu này nè. Nói chung là 5V 2A đầu 3.5L. Thử xem thử nha. Rồi, đây game điện thử nè. Rồi, thử motor, cái motor này nè. Motor này đang chạy nè, xem nè. Đó. Xem motor đó nha. Đó, motor đang chạy ở đây không? Đó, lúc đi sẽ test trước vậy. Nha. Rồi, hàng nhiều lắm. Rồi, cảm ơn.